Giới thiệu với các bạn, đây là một cây mai ở trong vườn, cái vùng quê mình đi mục kích được cây mai này rất là đặc biệt, đó là cây mai nghệ, lần đầu tiên trong đời mình chứng kiến luôn. Quay bụi mai này có hai, mai vàng với mai nghệ. Cái này phải làm cái vòng ở dưới.